Hiếu Phan Vlog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video này. Thì cái video này Hiếu cũng xin chia sẻ về thiền am cũng như là có đôi lời góp ý để gửi đến ở trên mạng xã hội thưa quý vị. Thì trước tiên Hiếu xin chia sẻ về tình hình ở thiền am. Thì thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì các thầy và các bé cũng đã trải qua nửa chặng đường khi mà được đưa vào đây cách ly, thì không còn bao lâu nữa thì các thành viên ở Thiền Am sẽ trở về với cái mái ấm gia đình của mình, thì sẽ tiếp tục với công việc mà đang bỏ dở khi mà đi cách ly thưa quý vị. Thì như quý vị cũng đã biết, cái thời gian đầu khi mà vào cái nơi cách ly như thế này, cái môi trường mới, thì các bé chưa có quen với cái việc mà sinh hoạt cũng như là cái giờ giấc, thức ăn thì nó không có quen, cho nên là cũng đã gây ra rất là nhiều khó khăn và cũng đã có những cái triệu chứng làm cho các bé rất là khó chịu, như là nôn mửa hay là táo bón chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi việc cũng đã được thích nghi dần và các bé cũng đã có một cái sinh hoạt rất là tốt thưa quý vị. Thì thông tin Hiếu cập nhật được nữa thì các thầy cũng đã được tắm rửa, các bé cũng đã được tắm rửa, và ở đây họ cũng đã cho đem tất cả các vật dụng ở ngoài, từ những việc mà Mạnh Thường Quân đã chung tay góp phần vào đó thì cũng đã được đưa đến tay của các thầy cũng như là các bé. Thưa quý vị, đây là một cái dấu hiệu rất là vui và chúng ta hãy chờ đợi cái thời gian sắp tới là các thầy các bé sẽ quay trở về nhà, và những cái việc gì nó diễn ra thì nó sẽ diễn ra thôi, cái thời gian nó sẽ trả lời. Và cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng khuyên Hiếu là không nên đưa những cái thông tin gì mà mình biết lên nhiều quá, sợ bên chính nghĩa hay là những người yêu thương năm không yêu thương năm chú tiểu, họ sẽ ganh ghét và họ sẽ tìm đủ mọi cách để hãm hại Thiền Am tiếp tục thưa quý vị. Thì Hiếu cũng sẽ nghe theo lời quý vị, là Hiếu sẽ không có thổ lộ hay là làm những cái vấn đề gì mà nó quá ngoài cái việc mà chia sẻ những cái gì mà Hiếu biết được ở Thiền Am vui 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 thôi, chứ còn ngoài cái việc đó thì Hiếu sẽ không có cập nhật sâu vào, tại vì mình sẽ thiên cơ bất khả lộ, đúng không quý vị? Mình sẽ không nói trước, nói trước thì sẽ bước không có qua. Đây là cái vấn đề mà tất cả những người yêu thương Thiền Am đang 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 rất là cân nhắc, đúng không ạ? Thì còn cái vụ việc nữa là cái vụ ông Thắng bà Mai, mà qua nay Hiếu cũng nghe rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn chia sẻ trên mạng xã hội, và cũng đã kêu Hiếu là có cái tiếng nói của mình về cái việc mà hai vợ chồng này đã làm visa và có ý định là đi ra nước ngoài để định cư thưa quý vị. Mà đất nước hai ông bà này đến mà Hiếu nghe được đó là nước Mỹ, cho nên là cái vụ việc này được cộng đồng rất là quan tâm. Theo Hiếu thì Hiếu cũng quan tâm cái vụ việc này, bởi vì cái vụ mà 50 người, mà trong cái 50 người đó là có hai vợ chồng Thắng và Mai cầm đầu vào Thiền Am, gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp để tìm Diễm My, tức là con gái của hai vợ chồng này, và cũng đã gây ra nhiều cái tội ác như là trộm cắp tài sản, gây thương tích về người, đập phá về vật chất, đúng không quý vị? Mà cái vụ án này chưa có được đem ra xét xử một cách công minh, công bằng để đòi lại cho Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cho nên là rất là nhiều người rất là bức xúc, thì trong đó cũng có Hiếu. Thì Hiếu cũng rất mong là cơ quan chức năng, những người mà có thẩm quyền cao nhất vào cuộc, đem cái vụ này đem ra ánh sáng, làm cho nó thật là sáng tỏ, rồi sau đó hai vợ chồng này có quyền đi định cư ở bất cứ nước nào, quan trọng là cái đất nước đó nó có chấp nhận hay không, mình có đầy đủ cái yếu tố hay không, có đầy đủ điều kiện hay không, nó có vướng vào những cái pháp luật pháp lý gì hay không. Cho nên là phải chờ cái thời gian và cái đất nước đó xem xét nó cho hai vợ chồng này. Còn cái vụ việc trước tiên là cầu mong cơ quan chức năng có thẩm quyền đem ra xử lý nghiêm, và mọi việc nó sẽ được sáng tỏ, rồi muốn đi đâu đi, đúng không quý vị? Chứ đâu có khơi khơi mà gây ra biết bao nhiêu là tội ác rồi để lại một cái đống đổ nát điêu tàn đó, để cho Thiền Am mang cái tiếng, cái tâm
rồi cái danh dự danh phẩm, nói chung là đủ các kiểu hết. Họ đang rất là chịu đựng biết bao lâu rồi đúng không ạ? Cho tới thời điểm hiện tại thì vụ việc nó cũng chưa có được sáng tỏ, cho nên là ai cũng bức xúc hết, không phải Hiếu đâu. Những người mà yêu thương Thiền Am, yêu thương Năm Chú Tiểu đều lên tiếng bức xúc về cái vụ việc này. Đó là cái thông tin mà Hiếu muốn mọi người, cũng như là những ai thật tâm thật lòng yêu thương Thiền Am Minh Chú Tiểu, chúng ta cũng có cái tiếng nói của mình để cho cơ quan ban ngành nghe được, mà kịp thời ngăn chặn cái trường hợp mà hai vợ chồng này có ý định đi ra nước ngoài đúng không ạ? Còn cái vấn đề tiếp theo nữa là cái vấn đề văn hóa ở trên mạng xã hội, đây là cái góp ý của Hiếu nha, thì cũng có rất là nhiều bạn không có yêu thương Thiền Am vào bình luận ở trong cái video trước của Hiếu, cũng như là những cái bạn mà không có yêu thương về Thiền Am được cho là cái phe phái nào đó, nó mà họ nói là cái việc làm của họ là đúng, họ cho việc làm của Thiền Am là sai, rồi họ có những cái câu từ đem ra những người lớn tuổi, thấp bé, phụ nữ, rồi nói chung là các kiểu các thành viên ở Thiền Am là họ đều chửi hết. Thưa quý vị, trong những cái video Hiếu là có nhiều cái bình luận chửi dữ lắm, chửi Hiếu thậm tệ luôn, mà chửi luôn khán giả vào xem của Hiếu luôn, họ bình luận họ cũng chửi luôn. Thì đây là một cái trong những cái việc làm mà cần phải lên án thưa quý vị, tại vì mạng xã hội là cái mạng truyền thông, chúng ta có quyền nói, nhưng mà nói với những cái câu từ cho phép, chứ chúng ta không thể nào mà tự tiện dùng những cái câu từ thô tục, thằng này thằng nọ, đầu chọc này đầu chọc nọ, thì nó nghe rất là thô thiển đúng không ạ? Vậy mà các bạn đó mở miệng ra lúc nào cũng nói là mình yêu đất nước, mình muốn diệt trừ Thiền Am để làm cho đất nước mình được trong sạch. Tôi chưa thấy Thiền Am nó có cái lỗi lầm gì hay chưa, nhưng có sai hay chưa, nhưng mà trước tiên là Hiếu nhìn được những cái gì mà bạn nói là bạn đã sai rồi đó. Các bạn nên suy nghĩ lại những cái câu từ khi mà bạn lên mạng xã hội các bạn nói, và chà đạp ai cũng phải có một cái bằng chứng nó rõ ràng. Nếu mà Thiền Am sai, những người lớn ở Thiền Am làm sai trong quá khứ, mà những người ở Thiền Am làm sai thì có pháp luật họ vào xử lý và trừng trị những cái hành động, những cái việc làm của họ. Còn đằng này các bạn chưa có biết là rõ ràng hay không, các bạn cứ lôi đầu ra hết, các bạn chửi từ trên xuống dưới, chửi những người lớn tuổi như là ông nội mà còn đem mày tao này kia nọ. Hiếu thật sự là rất là bức xúc trong cái vấn đề này. Hiếu muốn xây dựng cái mạng truyền thông, nhất là cái mạng YouTube có một cái văn hóa thưa quý vị, tại vì khi mà mỗi lần mình đưa cái video lên đó, không phải là mình xem xong là YouTube nó xóa, mà nó còn lưu trữ lại mãi, thì sau này có những đứa trẻ, những đứa bé, những cái tầng lớp sau, nó vào coi thì nó sẽ đánh giá các cha các chú của nó tại sao lên trên cái mạng truyền thông rộng rãi như thế này mà lại có những câu từ nó thô thiển, mất văn hóa quá, làm cho đất nước Việt Nam mình nó bị một cái gọi là những cái người bạn ngoài thế giới họ nhìn vào họ đánh giá một cách không có được tốt cho lắm đúng không ạ? Như quý vị cũng đã thấy rồi đó, đất nước Việt Nam mình càng ngày càng phát triển, kinh tế càng ngày càng đi lên, thì mọi cái cơ sở hạ tầng cũng phát triển đúng không quý vị? Rồi ngành công nghệ thông tin 4.0 hiện giờ cũng đang phát triển rất là mạnh, cho nên là những gì chúng ta nói trên mạng xã hội thì chúng ta cũng nên cân nhắc, đừng có quơ đũa cả nắm rồi chửi người này chửi người kia, cái đó là không có hay. Hiếu cảm thấy không có hài lòng với những cái bạn này thật sự. Nếu mà các bạn không thích xem video thì các bạn có thể đi qua cái kênh khác các bạn xem, chứ các bạn đừng có vào cái kênh của Hiếu rồi các bạn chửi khán giả của Hiếu. Những người này họ rất là có cái tâm, họ binh vực Thiền Am, họ tìm cái lẽ phải, họ yêu thương những đứa trẻ ở đây, họ muốn đòi lại cái công bằng, họ muốn tìm lại cái nhân quyền cho những cái đứa bé ở đây đúng không quý vị? Như là trường hợp của các bé ở đây, các bé rất là ngây thơ, mà những cái việc làm của người lớn mình đã làm ảnh hưởng đến đến các bé rất là nhiều đúng không ạ? Thì những cái gì mà xảy ra Thiền Am thì các bé ở đây đều chứng kiến cả. Các bé lúc nào cũng có một cái nỗi sợ, sống trong một cái nỗi lo, không biết là hôm nay mình ở đây rồi ngày mai mình di dời đi đâu rồi trốn ở đâu,
Tại vì có rất là nhiều sự việc nó xảy ra, nhóm côn đồ đến đập phá, quậy phá, rồi đe dọa, hăm he các kiểu ở Thiền Am. Cho nên là các bé rất là sợ trong cái vấn đề này, thưa quý vị. Thì ở đây cộng đồng mạng cũng như là những ai yêu thương năm chú tiểu, trong đó có Hiếu, cũng lên tiếng về cái việc là bảo vệ những đứa bé ở đây, đúng không ạ? À? Còn những cái việc mà người lớn làm thì người lớn phải chịu trước pháp luật. Chúng ta có quyền lên tiếng, nhưng cái lên tiếng của chúng ta phải có văn hóa, đúng không quý vị? Đất nước cần lắm những cái con người có văn hóa, những cái bạn trẻ giống như Hiếu, nó rất cần, thưa quý vị, để cho tất cả các nước bạn bè trên thế giới nhìn về cái nền văn hóa của Việt Nam mình, những con người Việt Nam mình có ăn có học. Cho nên từ cái việc nhìn nhận đó của bạn bè thế giới thì họ sẽ đánh giá về đất nước mình rất là cao, và họ sẵn sàng đầu tư vô vốn liếng và đầu tư phát triển cho đất nước Việt Nam mình trong cái thời kỳ đổi mới đó, thì sẽ đem lại những cái công ăn việc làm cũng như là thay đổi về cái con người cũng như là cuộc sống rất là tốt. Cho nên là các bạn phải yêu nước là yêu bằng cái cách này, chứ không phải là chúng ta yêu nước bằng cái cách là đưa những cái câu từ thô tục lên binh vực đất nước, rồi binh vực cái việc làm của mình cho là đúng, Thiền Am làm là sai, cái đó là bậy, đúng không ạ? À? Yêu đất nước là yêu từ cái bản thân mình thốt ra, đúng không? Từ cái tâm của mình, từ cái lời nói của mình phải có trách nhiệm đó, cái đó mới gọi là yêu nước, chứ không phải là yêu một cách ngông cuồng, yêu tầm bậy tầm bạ, yêu sai pháp luật, yêu để cho những người khác nhìn mình là một, người ta đánh giá mình là một cái con người không có văn hóa thì nó không có hay. Thì Hiếu cũng nghe lời theo quý vị là tiếp theo là cái việc gì Thiền Am làm thì sẽ làm thôi, nó sẽ có người vào cuộc và sẽ đem tất cả mọi sự việc đem ra ánh sáng. Còn hiện giờ thì thiên cơ bất khả lộ, Hiếu sẽ không lộ bất cứ cái vấn đề gì ở Thiền Am, mà chỉ chia sẻ những gì mà nó vui mà các bé đem lại cho quý vị khán giả, cũng như là tình hình sức khỏe, cũng như là cái gì mà hiện tại các thành viên ở Thiền Am đang trải qua đó. Còn cái việc nữa mà các thầy cũng có nhiều cái bình luận đưa lên trong cái video trước của Hiếu á, thì nói là các thầy các bé đi cách ly xong mà sướng quá, nó còn ca hát này kia nọ, thì Hiếu cũng xin chia sẻ cho các bạn được biết những cái video mà những cái bài hát đó các thầy đưa lên mạng YouTube cũng như là Facebook là các thầy đã thu âm sẵn trước khi đi cách ly rồi. Khi mà vào đây thì cái môi trường trong đây nó cũng buồn, đúng không? Vì thì có một chỗ đó thôi, một khu vực đó thôi thì quanh quẩn thì nó rất là buồn, cho nên là các thầy đã tải lên mạng xã hội để chia sẻ đến cho quý vị khán giả yêu thương nghe và thưởng thức được biết. Ai không thích thì không nghe, không có sao cả. Chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi quá nhiều và chê bai thế này thế nọ. Rồi có người còn chửi nữa. Ừ, chửi này chửi nọ nữa. Hát dở, hát hay kệ người ta. Mình đâu có quyền mà mình xen vào, mình cấm người ta được, đúng không? Cái này là cái quyền tự do. Người ta có cái đam mê, người ta hát. Hát hay không bằng hay hát, đúng không quý vị? Đây là cái video mà Hiếu chỉ chia sẻ vậy thôi. Rất mong cô chú anh chị và các bạn đồng hành với Hiếu và tiếp tục yêu thương và ủng hộ Thiền Am mà. Thì yêu thương cái thứ nhất là yêu thương năm chú tiểu, và yêu thương cái thứ hai là yêu thương việc làm của những người ở Thiền Am. Rồi, kính chúc cho quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành, ấm no và hạnh phúc. Và cũng xin kính chúc cho các thầy, các cô cũng như là các bé Thiền Am ở trong nơi cách ly lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Vui tươi, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Thì không bao lâu nữa thì các thầy các bé cũng sẽ quay về với cái mái ấm gia đình của mình. Rồi, thông tin đến đây thôi. Các thầy cũng cố gắng lên nhé. Các bé cố gắng lên. Ngày mai trời sẽ sáng thôi. Hãy cố gắng lên. Niềm vui sẽ chào đón chúng ta ở phía trước. Còn bây giờ thì Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất là nhiều.